Xin chào các bạn, hiện tại đang là 7 giờ 45 phút sáng và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham dự lễ khai giảng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hiện tại mình đã đến Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi mình đang đứng là ống để sen. Bây giờ các bạn hãy theo chân mình để tham dự lễ khai giảng các bạn nhé. Hiện tại mình đã lên đến sân trường. Thời tiết hôm nay khá là đẹp, rất phù hợp cho một buổi lễ khai giảng. Bây giờ vẫn còn khá sớm nên mình sẽ dẫn các bạn đi một vòng xung quanh để thăm ngôi trường mình đang theo học. Đây là phòng hòa nhạc lớn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào trong để tham dự lễ khai giảng các bạn nhé. Mở đầu buổi lễ khai giảng là tiết mục của bạn Phạm Quỳnh Trang. Bạn là một người bạn học chung với mình và cũng là một nghệ sĩ sáo flute trẻ đầy tài năng. Thank you.
10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Cho dù bạn có học ở đâu thì chúng ta cũng chẳng bao giờ nói với nhau rằng trường của mình có những ô cửa sổ thật đẹp. Bởi lẽ, việc nhìn ra cửa sổ nó giống như sự buồn chán và sao nhãng. Cái ngày cách đây 10 năm khi mình nhìn ra cửa sổ từ ký túc xá Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, mình đã trông thấy những tuổi trẻ thật đẹp, thật trong sáng của những thành viên PGC đích thực. Nơi cửa sổ đó, mình nhìn ra nền âm nhạc quần chúng. Giờ mình nhìn ra những ô cửa sổ tại Nhạc viện Hà Nội, nơi mình thấy những thầy cô, những bạn bè đầy tài năng. Và có lẽ mình sẽ nhìn nhận nền âm nhạc này thật khác ngày xưa. Nơi đây mình sẽ trông thấy những kiến thức mới và những người bạn mới. Nhưng cho dù có là chiếc cửa sổ nào thì mình vẫn trông thấy những con đường, những ngõ nhỏ, những kỷ niệm xưa cũ trong lễ khai giảng tại các ngôi trường mà mình đã từng học. Và đôi khi chúng ta nhìn ra cửa sổ đâu phải để biết những gì đang diễn ra ngoài kia, mà là để khám phá thế giới nội tâm của chính mình. Chúc các bạn có một năm học mới thật nhiều niềm vui. I wish to fly. If I could find me the handsome boatman to ferry me over.